Trời mưa rất là lớn luôn các bạn ơi. Cách đây hơn 3 tháng về trước, có một sinh mạng chào đời. Một cậu bé khôi ngô tuấn Sinh mệnh. tú, với tiếng khóc khổ à của một người mẹ bị tâm thần. Một cô gái cũng từng đi lấy chồng và có một đứa con. Sau đó là cũng không hiểu vì lý do gì đã bỏ người chồng về bên nhà ngoại sinh sống. Hoàn cảnh của gia đình thì rất là khó khăn. Và cô gái này vốn dĩ đã bị tâm thần rồi, lại sinh thêm một đứa trẻ. Ngay khi chào đời, người mẹ cũng chẳng có gì và được cô trạm trưởng của trạm y tế xã Đàm Ván mua bỉm hỗ trợ cho hoàn cảnh gia đình đó. Và trong ngày hôm nay thì Tuấn Nùng cũng đồng hành với lại em An, cô hàng xóm của Tuấn Nùng, lên để trao một chút quà cho hoàn cảnh của một cháu nhỏ. Hiện tại thì Tuấn Nùng với em An đang có mặt tại xã Đàm Ván, vào đây để được Rất có là các giỏi. anh là cán bộ ở trong xã sẽ đưa Tuấn với lại em An vào đó. Nhưng do trời mưa rất là lớn các bạn ơi, mưa kéo dài và đường lên thôn lên nhà của gia đình cháu bé đó 5 cây. là 5 km, và đường đi rất là dốc lên hướng ao Đến hết. thần của xã Đàm Ván. Do vậy mà khi trời mưa như thế này thì xe máy di chuyển vào trong đó rất là khó luôn. Và hiện tại thì Tuấn Nung với em An vẫn đang có mặt tại trung tâm xã ngồi đợi. Trời tạnh mưa, có lẽ là chỉ có gửi đồ và di chuyển đi về thôi. Phong cảnh ở đây thì sau cơn mưa trời cũng rất là đẹp, những thửa ruộng bậc thang đang chín vàng. Các bạn có thể nhìn thấy xa xa. Đối với xã Đàn Ván thì nằm ở phía đông bắc của huyện Hoàng Su Phì, và cũng có những thửa ruộng bậc thang rất là đẹp. Nếu mà từ trên nhà cháu Quân cháu Dũng thuộc thôn thượng của xã Đàm Ván nhìn xuống dưới này thì rất là đẹp. Đối với Quân lại Dũng nhà của là anh con em Quân Dũng nhà Vàng A Pao đấy đúng không anh? là nhà của Trên này à? bà hai cháu Thảo Vàng Pao Đấy đấy. ngày trước em chở Ngày đến trước là rồi. anh với em đi đó. Ngày trước nhà đấy đầu tiên cũng là em kêu gọi đấy. Hả? Phấn đi một lần nhỉ. Hôm đấy anh Tuấn đi biết cái hoàn cảnh đấy xong em cũng đi xin đồ kêu gọi xong em mang lên tận nơi mà. Hôm nay Tuấn với cô An hàng xóm đến đây thì cũng được anh Hầu, chủ tịch xã của xã Đàn Ván này đấy, Thế đạo Pô Lô là cũng Cầu, trên quận Sơn, sau cái đang buổi dành chiều cho nay chúng họp ta anh đi. cũng sẽ đi cùng, nhưng mà do cái đường rất là xa, di chuyển rất là khó khăn, nên là bây giờ cái việc mà di chuyển lên trên đó để tặng quà cho cháu cháu gì nhỉ, An nhỉ, cái hoàn cảnh đấy như thế nào Cháu em có thể Phúc kể đúng qua không? Tại vì anh cũng chỉ biết chia sẻ trên Facebook của em thôi đó. Thì Hoàn đây cảnh đấy thì có em cũng thực anh ra Hầu thì chủ tịch xã thì anh cũng nắm được. thực ra thì em cũng chưa lên à chưa 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 được gặp trực tiếp với người nhà, nhưng mà qua thông tin của các cô ở bên trạm y tế Đúng rồi. với lại cô y tế thôn bản thì có nắm được hoàn cảnh là mẹ cháu bé thì có vấn đề về thần kinh, cho nên là khi sau sau khi sinh được cháu được hơn 1 tháng thì đã bỏ bỏ cháu đi. Nó sinh Bỏ xong cũng không cho con bú đâu, bỏ có đi nghĩa biệt cũng tích không biết được cho con hơn bú 2 đúng không, tháng, gần 3 tháng nay rồi đúng không? bỏ 35 đi ngày nó bỏ đi. Được 35 ngày ngày hơn 1 tháng, sinh con được hơn 1 tháng thì bỏ đi, rồi. À, tức là con mới được 35 ngày là bỏ đi, đến bây giờ con là được gần 4 tháng được rồi. gần 4 tháng Tức là bỏ đi được hơn đến 2 giờ là tháng rồi. không 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 có thông tin gì, gia đình cũng không không liên lạc được Thế là nên là cũng về không biết về ở bên đâu. chính quyền, là bên chính quyền mình là cũng cho bên bộ phận ngành dọc là cũng tìm kiếm rồi anh nhỉ? Tìm kiếm nhưng mà Dạ. không 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 thấy thông tin, không Cũng nhận được không thông có thông tin. tin. Vâng. Vâng. Thế nên là em có đăng bài lên Facebook để kêu gọi bạn bè của em với lại của mọi người trên mạng xã hội để giúp đỡ đến cháu, là cũng được một chút ít, cho nên hôm nay định lên để trao cho cháu, nhưng mà tại vì là trời mưa nên là chắc là không thành được. Và trước khi đi thì em cũng có liên 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 hệ với lại các anh ở ở đây, đó là anh Hầu là chủ tịch xã với lại anh Quang ở bên chỉ huy trưởng Chỉ huy trưởng bên ban bên bên ban chỉ huy quân sự, ban chỉ huy quân sự đó, là là anh ấy dẫn đường định cho anh em là mấy mình anh em thì đi thăm. sẽ đúng rồi sẽ lên Đúng rồi. trên nhà cháu, nhưng mà vì là nhà cháu ở đây cách đây 5 cây đường đất
nên là trời lại mưa như này thì chắc trời mưa không là đi không được. đi nổi rồi, kể cả là đường bê tông chưa chắc đã đi được, Mà trơn lắm. cháu bé thì nhìn qua ảnh rất là mập mạp mũm mĩm đáng yêu, được 6 cân rưỡi ấy. Anh cũng chỉ nghe nói rằng là đối với lại hoàn cảnh của cô gái này bị tâm thần là có một thêm một cũng một người không con không phải riêng nữa đúng là không, một người con với chồng. cũng lấy chồng rồi, nhưng Ừ. mà vì là không biết là vì sao thì bỏ, bây giờ Là mang cả để con về cho bố mẹ nuôi. Hiện tại là tức bây giờ là ông bà nó đang nuôi 2 đứa, nuôi 2 đứa, ông một bà đứa cũng con. già rồi, bảo nhà thì rất là lụp xụp, rất là hoàn cảnh. Thế các anh bảo là nhà Ừ. thì Cái trường hợp nghèo này bền cháu vững rồi, nhớ nhỉ. nhà đấy Bởi vì là là cái từ cái chỗ 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 bà ngoại của cháu bé này thì cũng có cái kiểu giảm thiểu năng về trí tuệ cả à hai ông bà cả ông đấy, bà luôn và nghĩa là có chậm chút chạp gen di truyền đấy, di à, truyền. tức là ông bà ngoại của cháu này cũng là bị thiểu năng trí tuệ, do vậy mà cô con gái có lẽ là cũng gặp cái vấn đề về thiểu năng Trong thời à. gian vừa qua thì cũng như An vừa nói cũng là thuộc đối tượng nghèo bền bền Đúng vững rồi, đấy, gia đình gia thì đình rất là nghèo. khó khăn bởi vì là hai vợ chồng này thì cái trong vấn đề làm ăn chậm chạp, không có biết tính toán. Vâng. Tức Thế là mọi người mọi người ta là kế cũng hoạch ấy về đấy, phát triển kinh mọi tế. người là cũng thấy, em thấy thông tin và mọi người là cũng động viên là muốn là bà cho đi hoặc là bán cho đi, nhưng ông bà kiểu thương cháu nên là Đúng muốn rồi, giữ lại để nuôi, không cho đâu thì vừa nên rồi là ông bà thì anh cũng nắm được, qua nắm được thông tin thì cũng cấp ủy chính quyền có cái động thái rồi. Tới đây sẽ cũng có những cái quan tâm và sẽ tiếp tục cũng kêu gọi những cái mạnh thường quân để sẽ vâng. giúp 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 đỡ bên gia chính đình. quyền thì sẽ có những cái chính sách hỗ trợ theo cái quy định của nhà nước đối với là các cháu mà thuộc diện như mồ côi hoặc là gia đình có những người À, thiểu tới năng đấy thì trí đang tuệ. làm ở xã đang làm rồi. Dạ vâng. Đúng rồi, là À. em thấy chị Trinh ở trưởng ban dân vận cũng nói chuyện với em bảo là Xã đang đã xã làm sẽ xong rồi. làm chính sách cho người 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 chăm sóc cho bé. Thế thì tốt Nhưng mà quá cái nhỉ. đấy thì Xã đã làm xong rồi. nói chung là cái đấy thì nó chỉ hỗ trợ được một phần nào thôi. Một phần. Thế còn thì thực ra nuôi được một đứa trẻ nó là Nhưng vẫn một phải người kêu gọi những cái khỏe mạnh bình thường như anh em tấm mình là lòng cũng của đã anh thấy thì là mới vất được vả chứ. rồi đúng không? Thế nên Ừ. là nên ông bà thì lại vừa là có tuổi rồi, xong lại già, xong lại lại không có điều kiện nữa, nên là cũng khá là bất. Qua Cho nên những là cái cũng hình rất là ảnh mong là được cái sự đồng hành cùng qua những của cái tất hình ảnh cả chia sẻ là thấy cái nhà là mọi ngủ người. trên rơm thôi. Đó. Đấy, Tức là đấy nhà sàn vất rất là vả lụp lắm. xụp, sập Vâng. sệ, ngủ trên rơm. Ngày mai Nhưng hai em lên đến nơi thì biết. vâng, Nếu hôm mà nay trời mưa quá không lên được thì có mai thể hoặc là là trong ngày kia nắng. mai nếu mà tạnh đường khô ráo thì cũng nhờ bên cán bộ xã sẽ dẫn đường để giúp đỡ cho em với lại cô An đồng hành lên trên đó để trao một số cái món quà mà cô An đã kêu gọi ở trên Facebook của mình. Em cũng thấy qua cái hình ảnh em cũng chia sẻ trên Facebook của em đó, thì hôm nay về đến đây là được gặp anh Hầu chủ tịch xã cũng đã chia sẻ đấy, rất là thiết thực, rất là thực tế. Và đối với lại xã Đản Ván này thì em cũng từng đi giúp đó, thì như anh cũng nắm bắt được đúng không? Nắm được. Vâng, thì trước đây anh cũng có được xem kênh của em, cũng được xem cái thông tin là đối với lại hoàn cảnh của nhà A Phùng bác trai lấy em ở với em dâu đấy, Đúng rồi. tức là cái cậu em trai này là ăn là ngón tự tử để lại 3 đứa con với cô vợ thì người Mông mà, nên là cái phong tục nối dây thì người bác trai lại tiếp tục ở với lại em dâu mình để chăm sóc 3 cháu và không sinh thêm đứa con nào nữa, người ta cũng kế hoạch đó. Thì cái hoàn cảnh đó thì trước đây em kết nối được chị Hoàng Hường lên tặng hỗ trợ cho 15 triệu để giúp tu sửa nhà, thì đối với hoàn cảnh đấy thì bây giờ cũng đã được làm lại nhà rồi đó. Và dưới đó thì cháu của chú Phùng đó thì còn 2 anh em mồ côi của ông bà Thảo Bằng Pao nữa, đấy là cháu Quân với cháu Dũng. Thì cái thời gian vừa rồi em cũng vẫn đang tiếp tục đồng hành với 2 cháu. Cháu Quân thì học ở đây là hết lớp 9, thì em cũng liên hệ với nhà trường, thì Này cháu đây đây này, lực học của cháu cũng hai đứa khá đây đây, là yếu, nên là anh đây kia em này, lên này, nên là em cũng đang muốn tạo điều kiện anh để đến giúp tận đỡ, nhà có thể là chia sẻ qua kênh YouTube chưa của em, có thể giúp đỡ cho cháu Quân cháu Dũng mở làm một đường cái bờ quán ruộng nhỏ nhỏ không bán hàng đó. lấy dép đi á. đường dưới này lên cũng được, Hôm nay trên bọn kia em đi đường xuống. Túng Hôm đấy bọn em đi đường cũng sáng sao đấy, thì hoàn cảnh đấy bây giờ em vẫn đang đồng hành cháu Quân cháu Dũng với 2 anh em khác tự ở thôi, ở nhà trong cái nhà thế chứ không ở mà với lại bác trai em dâu à, không, tại vì trên kia bây giờ có mỗi hai chưa vợ đồng chồng ý. rất khó khăn mà lại có 3 cháu nhỏ nữa không lo được, nên là chú Phùng cũng đuổi 2 cháu xuống tự tự ở dưới tự lo, tức là lớn thì tự lo thì
Em Quân thì bây giờ cũng đã 14 tuổi, học hết lớp 9 thì ở nhà đi chăn trâu thuê. Đấy, một năm thì được khoảng 3 tạ thóc đổi về, tại vì ruộng của hai cháu thì cũng cấy được có 8 đến 11 bao thóc thôi, không đủ. Còn cháu Dũng thì là học sinh Vâng, giỏi 4 bà năm về từ trước lớp 1 đi. đến lớp 4. Năm nay là lên lớp 5 nên là cháu Dũng sẽ tiếp tục đi học. Còn cháu Quân thì em cũng trao đổi, tại vì cậu Tráng là cậu ruột của Tuấn Nùng đang làm phó hiệu trưởng, hiệu phó ở trường này, và Tuấn Nùng cũng trao đổi qua là lực học của cháu Quân thì cũng hơi yếu, chỉ ở mức trung bình thôi. Nên là cái nguyện vọng bây giờ để đi học tiếp thì cái tương lai Tuấn Nùng cũng rất là muốn cho cháu đi học ở nhà Tuấn Nùng và đi học, nhưng hôm nọ Tuấn Nùng nói chuyện thì cháu Quân cũng chỉ mong muốn là có thể mở được, xây làm một cái nhà nho nhỏ lên phía mặt đường đó, tức là đất đai bố để lại đó, là làm một cái quán nhỏ, xong sau đó là bán hàng tạp Ở chỗ hóa. đoạn mình để ô tô đúng Đúng rồi, đúng rồi. Trên đó thì bây giờ không có quán nào. Đối hôm với đấy thôn đi Thượng, thôn hơn Thượng là bây giờ hơn 80 hay 90 hộ anh nhỉ? hơn trăm đi em, Hơn 100 hộ rồi à? hai thôn ở đấy, hai thôn Ở hai thôn. đi Vâng. cái con đường đấy. Đúng rồi. Hôm Trên đấy đấy đi thì ba rất thôn đấy, là chỗ đấy ba bốn thôn đấy, ba bốn thôn. Còn chỉ có mỗi lối đi đấy mà. cả cái khu vực nuôi cá hồi của chỗ anh Vu cũng rất là đẹp luôn. Trên đó để phục vụ cũng rất là đẹp các bạn ạ. Với lại một hoàn cảnh nữa thì ở ngay phía ngoài thôn Xếp này, đấy là bé Tuyết cũng bị viêm cầu thận. Mùng 2 Tết em cũng vào đây để vận động bố mẹ cho cháu đi bệnh viện đấy. Vâng. Thì sau đó là bố mẹ thì mê tín quá anh ạ. Em cũng dân tộc Nùng, anh cũng vậy, mà gia đình đó cũng thế ở địa phương, nhưng mà mê tín hay cúng bái quá. Và khi sau đó là được cái sự vận động của bên xã, cán bộ xã cũng như là của trạm y tế xã, và được một cha, gọi là một đức cha là lên xong là kêu gọi vận động, thì sau đó là người bố cũng đưa con gái đi bệnh viện tuyến trung ương đấy, và sau đó là được điều trị ở dưới đó, lọc máu truyền huyết thanh và điều trị, lúc đó là đang chuyển sang cái suy thận rồi anh ạ. Đó, Trường hợp đấy mà không đi trung ương đúng rồi, là là chắc là bây giờ cũng tùa rồi. Đấy, thì không cứu được đấy. em cũng đồng hành, và sau đó cũng được Mạnh Thường Quân giúp đỡ một cái khoản chi phí giúp đỡ cho cháu, và cũng đưa cháu đi bệnh viện trung ương về. Bây giờ cháu cũng đã tiếp tục đi học rồi đúng không anh? Đúng không? Đúng rồi, bây giờ em cũng nghe nghe nói là cháu đã khỏe mạnh và tiếp tục đi học, em cảm thấy rất là vui về cái điều đó. Hôm nay rất là vui vì lên đến đây là được gặp anh Hầu, chủ tịch xã, nó cũng trao đổi cùng Tuấn Nùng với lại em An, khi mà Tuấn với em An cũng lên đây lần đầu tiên đến gia đình, nhưng mà lại gặp một cái cơn mưa to cả cái buổi chiều nay, không di chuyển được vào các bạn ơi. Và hiện tại thì trời mưa thì cũng đã Thấy tạnh tạnh ở rồi. phần này rồi, Sao trời đã tạnh quang ra cũng rất là nhiều, thôi tạnh ngày theo tụi nhưng vẫn bọn em còn những về cái đi, hạt mưa. để hôm nào em lên Không thì nghe, còn phía trung tâm không huyện tí dưới kia nữa lại thì mưa còn to nữa đang chứ mưa rất là lớn luôn. giờ này là không mưa rồi. Tại Các bạn có thể nhìn thấy những thửa ruộng bậc thang rất là đẹp sau cơn mưa. Vậy là từ lúc 2 giờ chiều cho đến bây giờ đã là 5 giờ rồi các bạn ơi. Bây giờ đã là 5 giờ rưỡi rồi. Đó, trời mưa kéo dài như vậy, và bây giờ ở ngoài phía trung tâm huyện mưa còn đang rất là lớn luôn. Đó. Và phải đợi đến mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà mưa to là không thể di chuyển lên thăm cháu bé được. Cháu bé chỉ hơn 3 tháng tuổi thôi. Những cái hình ảnh khi Tuấn Nùng cũng được được biết đến, được mọi người chia sẻ trên cộng đồng mạng, trên mạng Facebook, thì Tuấn cũng đồng hành với em An lên để chia sẻ thôi, để mong sao là có thể là kết nối yêu thương đến các Mạnh Thường Quân, đến những nhà hảo tâm có thể giúp cho cháu bé được gói bỉm, hay là đến một cái hộp sữa để giúp cho cháu có thể phát triển và có một cái cuộc sống bình thường. Vì các bạn biết rồi, hoàn cảnh của gia đình thì hai ông bà cũng bị như kiểu thiểu năng trí tuệ, do vậy cũng rất là ít giao tiếp tiếp xúc, công việc gia đình thì cũng chỉ làm cái đồng áng một ít nương một ít ruộng thôi, nó cũng không có một cái gì là đặc biệt cả. Gia đình cũng chẳng có một cái tài sản gì quý giá, đến thóc gạo còn không đủ ăn. Còn mẹ của bé khi mà mới sinh bé xong là đã bỏ đi biệt tích. Đó, bên xã cũng cho bên cái công an đi tìm kiếm, tức là cũng thông báo để tìm người, nhưng mà cũng chưa có cái kết quả gì, không biết là mẹ bé bỏ đi đâu. Đó. Vì có một chút tâm thần trong người nên là cái vấn đề bây giờ mẹ bé đã bỏ đi, để lại người con trước đây đi lấy chồng cũng mang về, và
cái người con hiện tại mới đẻ ra còn không biết mặt bố là ai và không biết người bố của cháu bé này là ai cả. Chỉ biết là khi sinh ra thì bây giờ là để cho ông bà ngoại phải chăm nuôi cho cháu. Nó hoàn cảnh rất là đáng thương, rất là tội nghiệp. Đến nỗi là khi sinh ra cháu không có bỉm, không có sữa. Và người mẹ không cho, không có sữa cho con bú. Do vậy mà các chị ở bên trạm y tế của xã Đàn Ván đã hỗ trợ mua, tự bỏ tiền ra để mua bỉm và mua sữa cho cháu. Đó, một hoàn cảnh rất là đặc biệt mà Tuấn Hùng cũng cảm thấy khi lên đây để đến được cái hoàn cảnh đó chia sẻ đến quý vị khán giả, nhưng mà lại cũng không may mắn lắm vì vào đúng cái ngày thời tiết những đám mây đen kéo mịt trời và trời mưa rất là nhiều, rất là lâu. Đó, mưa không ngớt luôn các bạn ạ, mưa toàn khu vực của huyện Hoàng Su Phi. Bây giờ các bạn có thể thấy ở đây là trời đang quang ra nhưng phía ngoài huyện kia đang mưa rất là lớn luôn. Nên bây giờ trời cũng đã 5 giờ rưỡi chiều và bây giờ nếu mà di chuyển lên trên đó thuộc thôn Thượng lại nằm ở trách phía bên này nhà của cháu Quân với lại cháu Dũng cơ. Chính vì vậy mà để di chuyển lên trên đó là phải đi từ xã lên 5 km, đường rất là nhỏ, lại là đường đất các bạn ơi. Do vậy mà có lẽ là trong ngày hôm nay thì Tuấn Hùng không thể cùng em An với lại bên cán bộ xã hỗ trợ lên trên đó được. Các bạn có thể nhìn thấy những đám mây này bay ngay trên phía bầu trời này. Đó, những đám mây rất là lớn luôn. Đó. Và những cơn mưa vẫn sẽ còn kéo dài nữa các bạn ơi. Đó, những đám mây bay từ hướng cổng trời phía Túng Sán Thượng Sơn sang. Đó, phía bên này là của xã Túng Sán. Và các bạn có thể nhìn thấy những cái ngôi nhà phía trên kia là cái đường lên trên nhà cháu Quân, cháu Quân, cháu Dũng. Thì ở phía trên này cũng là thôn Thượng của Đàn Ván. Đó. Và cháu Dũng, cháu Quân nếu mà đi học ở dưới xã này thì phải đi bộ mất khoảng 8 đến 9 km mới xuống được đến đây. Đó. Những đám mây này rất là to, rất là đẹp, đang được những cơn gió đưa đến và tạo những cơn mưa rất là lớn luôn. Và chiều nay thì có lẽ là không di chuyển đi được, thật là đáng tiếc. Vì cái món quà của mọi người được em An kêu gọi hỗ trợ gồm có khoảng độ 9 hay 10 hộp sữa, 2 yến gạo, 1 bịch bỉm với lại quần áo tã và một số đồ dùng khác để hỗ trợ cho cháu bé cũng như là gia đình của hai ông bà. Đó, ngôi nhà thì sập sệ, ngủ trên giải rơm ra để ngủ thôi. Và trong nhà thì ngủ trên những chiếc rát tre, gọi là có được cái mái nhà che nắng che mưa. Nhưng gặp những cơn gió to có thể cũng chẳng an toàn gì cả. Tuấn Hùng rất là muốn đến hoàn cảnh nhưng mà rất là đáng tiếc. Có lẽ là chiều nay là không thể di chuyển lên được rồi. Và sẽ phải đồng hành cùng em An trong một cái ngày khác khi mà trời tạnh mưa, khô ráo hơn. Thì đường di chuyển lên trên đó mới dễ dàng được. Vì lên đó là đường đất. Ngay cổng của xã Đàn Ván là trường tiểu học và trung học cơ sở Đàn Ván đây. Đó, thôn Lũng Nàng thuộc xã Đàn Ván các bạn ơi. Bây giờ cũng đã trời chiều. Cán bộ cũng mới nghỉ việc. Và trời thì vẫn còn... có những hạt mưa phùn. Đó. Xã Đàn Ván thì địa hình rất là dốc luôn các bạn ạ. Trường mầm non thì lại nằm biệt lập ở phía bên kia. Ở đây cũng có những thửa ruộng bậc thang rất là đẹp. Có lẽ là Tuấn Hùng phải di chuyển đi về thôi. Không biết làm như thế nào cả. Chỉ đáng tiếc là những món quà đó bây giờ không được chuyển đến cho cháu bé luôn. Mà có lẽ là cháu bé bây giờ cũng đang rất là cần những cái bịch bỉm, những cái hộp sữa. Vì cháu bé là không được mẹ cho bú ti. Và nói thật với các bạn là mẹ đã bỏ đi rồi. Nên là cháu chỉ có thể sử dụng sữa ngoài thôi. Ông bà thì cũng hơi chậm chạp nữa. Nên là cũng rất là vất vả. Mới mưa từ lúc 2 giờ mà ở đây có thể nghe thấy tiếng suối đang chảy rất là lớn rồi.
Đó. Ngay trước mặt Tuấn Nùng đây cũng là nhà dân này, vẫn lợp những mái ngói đỏ. Từ dọc theo con suối này về đây là đàn bán, còn ở phía bên kia là thuộc xã Tân Tiến nhé các bạn này. Có những ngôi nhà lụp sụp sập sệ trên những thửa ruộng kia. Ở đó thì có lẽ là đi di chuyển đi chợ cũng rất là vất vả rồi, vì cái cung đường để di chuyển sang đó, từ đó đi ra những cái cung đường lớn như đường liên xã này cũng đã là một cái khoảng cách rất là xa. Và nếu mà nhà mà không có điều kiện, không có xe máy thì hàng năm có lẽ là những gia đình như vậy người ta chỉ xuống chợ huyện khoảng độ 1-2 lần để mua muối, mì chính và những cái đồ dùng cần thiết thôi. Vậy là cả buổi chiều hôm nay là Tuấn Nùng cùng em An lên đây để đến với lại hoàn cảnh của cháu nhỏ, nhưng lại không đi đến nơi được, thật là đáng tiếc. Ở đây có thể ngắm ruộng bậc thang rất là đẹp. Những thửa ruộng bậc thang đang được gặt ra, và còn những thửa vẫn còn đang lúa chín vàng. Và nhà bé Tuyết thì ở ngay cái mom này các bạn này, ngay cái mom đó sang bên kia. Có thể nhìn thấy một chút nóc nhà, hình như là nhà bé Tuyết ở đó. Và cũng rất là may bây giờ bé Tuyết cũng đã đi học bình thường và đã khỏe mạnh rồi. Đấy là một niềm vui đối với Tuấn Nùng cũng như là những mạnh thường quân, những quý vị khán giả từng đồng hành với Tuấn Nùng để giúp đỡ cho hoàn cảnh đó. Bây giờ cũng đã muộn rồi, hôm nay Tuấn Nùng cũng không thể di chuyển lên đến đó được, nên Tuấn Nùng sẽ tạm dừng cái cuộc hành trình trong ngày hôm nay ở đây. Và hẹn quý vị khán giả và các bạn cùng Tuấn đồng hành lên thăm một hoàn cảnh, một cháu mới được 3-4 tháng tuổi, với một cháu đang học lớp 2 của một người mẹ tâm thần đã bỏ đi để lại cho ông bà bị thiểu năng trí tuệ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình rất là nghèo, cuộc sống vất vả, nằm ngủ trên rơm và cái mặc không có, cái ăn không có. Thì Tuấn sẽ hẹn quý vị khán giả vào cái phần video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm theo dõi, đồng hành và ủng hộ cho kênh YouTube của Tuấn Nùng Hà Giang. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào tạm biệt mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào các phần video tiếp theo trên kênh YouTube của Tuấn Nùng Hà Giang.